Tiếp sau các đoạn rào chắn nằm trên đường Lê Lợi, từ Đồng Khởi đến Pasteur, hôm nay thêm một đoạn rào chắn nữa, từ đường Nguyễn Huệ đến gần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng của trục đường này đã chính thức được hoàn trả. Thưa quý vị khán giả, sau thời gian mong chờ thì ngày hôm nay khu vực rào chắn để phục vụ thi công đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến gần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nơi tôi đang đứng ở đây, chính thức được hoàn trả mặt bằng. Hơn lúc nào hết, người dân thành phố nói chung và người dân sinh sống ở khu vực quanh đây hết sức vui mừng và phấn khởi. Lúc mà gào lại thì nó khó chịu người á, giờ gào thấy con người nó thoải mái hơn nhiều, đi làm ăn được á, ai cũng mừng hết đâu. Nó trở nên thoáng đãng hơn và giao thông cũng thuận tiện hơn. Là một người dân thành phố thì em cảm thấy phấn khởi về điều này. Lúc trước thì em có hay đi qua đây và nó có rất nhiều rào chắn thì em cảm thấy rất bất tiện về điều đó. Thì bây giờ em thấy nó mở rộng ra và em cũng cảm thấy vui vì điều đó. Lê Lợi là trục đường giao thông đóng vai trò quan trọng không chỉ trong đi lại, kinh doanh mà còn tạo cảnh quan, điểm nhấn cho khu trung tâm thành phố. Vì vậy, mỗi một đoạn tuyến khi được tái lập, hoàn trả mặt bằng đều rất có ý nghĩa. Hoàn trả mặt bằng ngày hôm nay là một cái chỉ dấu hết sức là tích cực cho dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên, cũng như là tạo một hiệu ứng tích cực để cho người dân xung quanh khu vực đường Lê Lợi này có thể mở lại các hoạt động kinh doanh và góp phần tích cực cho cái việc phục hồi của thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch Covid-19. Rất cảm ơn sự đóng góp và sự hy sinh và chia sẻ từ phía người dân lại, và để đáp ứng lại những cái sự đóng góp và chia sẻ từ phía người dân khi mà chúng tôi phải rào chắn lại đó, thì chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đáp ứng lại sự mong mỏi của người dân để sớm ngày mà có thể sinh sống và sinh hoạt lại như cũ, như cái thời điểm mà trước khi bị rào chắn. Từ nay đến cuối năm, tất cả các đoạn rào chắn còn lại trên trục đường Lê Lợi cũng sẽ tiếp tục được các bên liên quan nghiệm thu đưa vào sử dụng và tháo dỡ để phục vụ người dân thành phố. Về tổng thể, hiện nay toàn bộ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã đạt khối lượng thi công trên 90,3%. Để động viên tinh thần đội ngũ thực hiện công trình, dịp này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương 10 gương điển hình người lao động tiêu biểu trong công tác tái lập mặt bằng đường Lê Lợi cùng lãnh đạo nhà thầu SMC, tư vấn chung liên danh NGPT và toàn thể chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường gói thầu CP1A. Đây cũng là sự kiện ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 30 tháng 4, Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và Tháng Công nhân.